Chậm thôi. Sao chúng ta lại đến đây? Ta giúp cô tỉnh rượu, tránh bị người khác nhận ra lại xảy ra chuyện. Nào. Ngọc Nhi, đừng trách ta lắm lời. Sau này đừng uống nhiều như thế nữa. Đừng quên, cô là nữ nhi. Ta chỉ uống rượu nho thôi. Nhớ lại chuyện lúc nhỏ nên nhất thời xúc động, uống thêm vài ly. Đa tạ Bùi Lang Quân nhắc nhở, là ta quá sơ suất rồi, suýt chút nữa uống nhiều làm lỡ chuyện. Còn một chuyện nữa, cô phải luôn luôn nhớ, nhất định đừng quá thân thiết với Thái tử Điện Hạ. Cũng không được uống quá nhiều với Thái tử Điện Hạ như hôm nay. Chuyện uống nhiều thì ta hiểu, nhưng tại sao ta không được thân thiết với Thái tử chứ? Thái tử nhân hậu, không phải huynh cũng một lòng phò tá Thái tử sao? Chẳng lẽ huynh giống như nghĩa phụ của ta, không muốn ta vướng vào cuộc tranh đấu giữa Thái tử và Tào Vương, sợ ta gặp nguy hiểm sao? Ai đúng thì ta sẽ giúp người đó, ta không sợ. Cô nói cũng đúng, mà cũng không đúng. Ta chỉ lo lắng cô bị cuốn vào cung đấu. Còn nữa, Còn gì nữa? Mình phải nói đi chứ. Bình thường cãi nhau với ta không ngưng miệng chút nào, sao bây giờ lại lắp bắp thế chứ? Thái tử Điện Hạ có ấn tượng rất tốt với cô, vẫn luôn nghĩ cô là nam nhân, có ý điều cô đến Đông Cung làm thị vệ, đến lúc đó càng bất tiện hơn. Không phải lúc trước ta còn từng thay thuốc cho huynh à? Có gì đâu chứ. Nếu cô thực sự trở thành người bên cạnh Thái tử, lỡ như đến lúc đó phải hầu hạ tắm rửa thay đồ, ăn nằm ngủ nghỉ, thì cô phải làm sao? Ta chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Vốn dĩ ta chưa từng nghĩ sẽ đến Đông Cung, ta phải ở lại Thượng Phụ Cục. Cô quả thật khiến người khác không hiểu được mà. Có lẽ từ nhỏ cô đã giả thành y quan, lớn lên ở Bất Lộc Viện, tất nhiên sẽ không nghĩ nhiều như những cô gái khác. Ngọc Nhi, cô phải nhớ nam nữ khác biệt. Nguy hiểm lớn nhất của cô chính là thân phận nữ nhi của cô. Ngoài mẹ và nghĩa phụ ra, vẫn chưa có người nào đối xử tốt với ta như thế. Mọi chuyện đều suy nghĩ chu đáo cho ta. Cô có thể nói cho ta biết mẹ của cô chịu oan ức thế nào không? Kẻ thù của cô rốt cuộc là ai? Ta có thể giúp cô, thật sự có thể giúp cô.
Xin lỗi, ta không thể nói. Ta không muốn liên lụy quá nhiều người. Cho dù cô không nói, ta cũng sẽ có cách tìm ra kẻ thù của cô là ai. Có như thế mới bảo vệ cho cô thật tốt được. Đến giờ ăn cơm rồi, mọi người đi ăn cơm đi. Đi. Ta còn chưa làm xong nữa. Mau lên. Biết rồi. Xong chưa? Chờ một chút, ta dọn dẹp đã. Hai người mau lên đi. Hôm nay mùng một, đại thiện phòng thêm món đến muộn là hết đấy. Được. Đi, mau lên, đi thôi. Yên Nhiên, đi thôi. Yên Nhiên. Cô quan tâm hắn làm gì? Trác đại gia đang trong phòng vẽ tranh. Hắn sẽ không bỏ qua cơ hội khiến Trác đại gia vui vẻ đâu. Người ta còn hy vọng chúng ta đi hết kìa. Đi thôi, mau đi đi. Sư phụ, nên dùng bữa rồi. Mọi người đi hết rồi à? Vâng, ngoại trừ tiểu đậu tử, những người khác đã đi cả rồi. Tiểu đậu tử? Nói như vậy nghĩa là tiểu đậu tử đã bắt đầu may y phục cho võ tài nhân rồi sao? Cậu ấy đang thiết kế y phục mới, nhưng Đổ Nhi vội quá cũng chưa xem kỹ. Đừng nhặt nữa. Mau đi xem thử. Xem tiểu đậu tử vẽ cái gì, vẽ cho ai. Mau lên. Nhanh lên. Hỏi kỹ một chút. Đi đi. Cái này... Thất nương tỷ tỷ, tỷ xem giúp ta bức vẽ này ta vẽ thế nào. Người vẽ Bách Điểu Triều Phượng à? Đúng vậy. Đây là Bách Điểu Triều Phượng đẹp nhất mà ta từng thấy. Chẳng trách sư phụ có cái nhìn khác về ngươi. Tâm tư và kỹ thuật của ngươi đúng thật là cao hơn các tỷ muội ở Thượng Phục Cục một bậc. Thất nương tỷ tỷ khen thưởng, tiểu đậu tử không dám nhận. Hôm nay Trác đại gia ra lệnh cho chúng ta tập trung suy nghĩ. Ta đã suy nghĩ kỹ càng về tâm tư của Dương Phi mới nhớ ra mà vẽ bức Bách Điểu Triều Phượng này. Ta không hiểu
tại sao bức vẽ Bách Điểu Triều Phượng thì có thể hợp với ý của Dương Phi? Từ khi tiên hoàng hậu qua đời, vị trí hoàng hậu vẫn bỏ trống đến bây giờ. Dương Phi được sủng ái nhất, cũng là phi tử duy nhất được hoàng thượng nhắm đến. Suýt chút nữa phong làm hoàng hậu, Dương Phi thân phận cao quý, đương nhiên sẽ muốn y phục của mình trông nổi bật hơn người, có địa vị không ai sánh bằng. Ngươi nói cũng có lý, nhưng mà nếu như Dương Phi có ý như thế, tại sao không nói thẳng, mà còn muốn đại gia dồn hết tâm tư để đoán chứ? Cái này thì tỷ không hiểu rồi. Trong cung có một số chuyện chỉ có thể tỏ ý không thể nói ra. Dương Phi đương nhiên không dễ chủ động mở miệng rồi. Nhưng chúng ta là nô tỳ phải đoán được tâm ý của chủ nhân, cố hết sức làm cho đúng ý. Chỉ cần đúng ý của Dương Phi thì tương lai gấm vóc có thể mong chờ được rồi. Tiểu đậu tử, ngươi to gan thật. Người mới đến thượng phục cục mấy hôm, được ta nâng đỡ, ngươi lại đắc ý dám vượt qua vị trí của đại gia ta leo lên trên. Nói cho ngươi biết, trừ khi ta chết, nếu không ngươi đừng hỏng. Chắc đại gia hiểu lầm rồi. Nô tài nào dám vượt qua Chắc đại gia, đi giành công chứ. Bức vẽ này nô tài vốn định vẽ xong sẽ dâng cho đại gia. Tiểu đậu tử hiểu, ý tưởng của cả thượng phục cục chính là ý tưởng của Chắc đại gia. Công lao của thượng phục cục chúng ta chính là công lao của Chắc đại gia. Tiểu đậu tử chỉ muốn chia sẻ lo âu giúp đại gia thôi. Cái miệng này biết nói chuyện quá. Trong lòng ngươi biết rõ là tốt. Bức vẽ này có phải là Bách Điểu Triều Phượng không? Bẩm Dương Phi, chính là Bách Điểu Triều Phượng. Dương Phi ở trong lòng bệ hạ được sủng ái hết mực. Nhiều năm nay, bệ hạ luôn giao cho Dương Phi cai quản hậu cung. Lần này lại làm chủ lễ Vu Lan. Bách Điểu Triều Phượng phù hợp với địa vị độc nhất vô nhị của người trong hoàng cung nhất. Đúng là Trác đại gia có mắt nhìn. Năm đó Dương Phi mặc dù chỉ còn một bước nữa là được lên ngôi hoàng hậu, nhưng Dương Phi chính là hoàng hậu trong lòng bệ hạ. Đan Thanh, đừng nhiều lời. Lần này Trác đại gia quả nhiên bỏ nhiều tâm huyết, ta rất vừa lòng. Nhưng mà ngươi vẫn cần dùng thêm nhiều công sức trong quá trình thêu mới không phụ lòng bức vẽ này. Bẩm Dương Phi, hôm qua nô tỳ thức trắng cả đêm, nghĩ ra một ý tưởng. Nói đi. Nếu như có thể chọn lông vũ của Bách Điểu và Khổng Thước để điểm xuyết, thì vừa có thể ngụ ý Bách Điểu Triều Phượng, lại có thể thể hiện vị trí tôn quý của Dương Phi trong lòng bệ hạ. Trác đại gia, chuyện này tuyệt lắm. Cứ làm theo ý ngươi đi. Ngươi nhất định phải cố gắng hết sức. Tạ ơn Dương Phi tín nhiệm, nô tỳ nhất định sẽ cố gắng hết sức. Tài nhân tiểu đậu tử đến rồi. Tiểu đậu tử bái kiến võ tài nhân. Mấy ngày nay nô tài đã nghiêm túc thiết kế mấy bản vẽ, đặc biệt mang đến cho người xem qua. Vất vả cho ngươi rồi, mang đến đây cho ta xem nào. Ở đây không còn việc của ngươi, ngươi lui xuống trước đi. Vâng.
Dương Phi, Tùng Đào gửi tin tức đến rồi, mau nói đi. Tiểu Đậu Tử đã vẽ rất nhiều bức vẽ cho Võ Tài Nhân chọn. Võ Tài Nhân đã chọn một bức hình hoa mẫu đơn, còn nói sẽ dùng sợi tơ vàng để thêu cánh hoa mẫu đơn, dùng ngọc thiên sơn để khảm nạm lá cây, nhất định phải làm được kiểu hoa thật quý phái. Mẫu đơn. Võ Mị Nương quả nhiên dã tâm không nhỏ, may mà ta đã để tâm sắp xếp nội ứng. Chắc đại gia bây giờ sợ là vẫn chưa hay biết gì. Thật sự cho rằng Võ Mị Nương không muốn nổi bật trước mặt mọi người. Dương Phi, theo mưu kiến của nô tỳ, cứ dứt khoát dặn dò chắc đại gia đem sợi tơ vàng và ngọc thiên sơn trong kho giấu đi hết, để Tiểu Đậu Tử tự mỏ mẫm. Không cần. Tiểu Đậu Tử làm xong bộ y phục này mới tốt. Dương Phi, nô tỳ không hiểu. Võ Mị Nương tuy thông minh, nhưng rốt cuộc vẫn còn trẻ, không biết trời cao đất dày, dám dùng hình hoa mẫu đơn. Đó chính là hình vẽ mà trưởng tôn hoàng hậu thích nhất. Võ Mị Nương chẳng qua chỉ là một võ tài nhân nho nhỏ. Bệ hạ vừa cho thêm chút thể diện, cô ta đã đắc ý quên mình. Dám dùng hoa mẫu đơn thêu vào y phục, đây chính là vượt quá giới hạn. Tả Vệ Xuất, Phó Xuất Mạc Khôn đến rồi sao? Mạc Phó Xuất đến rồi đã thu xếp thỏa đáng. Bùi huynh, Hiền đệ, gần đây có ổn không? Nào, Hiền đệ đi đường vất vả rồi. Hôm nay ta nhiều công việc bận rộn, nếu không nhất định sẽ tự mình ra cổng thành đón đệ. Lệnh điều động đệ là thái tử chính tay hạ lệnh. Thái tử còn thường xuyên hỏi khi nào đệ mới đến Trường An. Mạc Khôn đa tạ thái tử điện hạ đã tán thưởng và nhớ đến. Mau ngồi đi. Nghe nói Bùi huynh ở Ngự Tiền đã thắng Bổ Ba Nỗ, có được chức vị Tả Vệ Xuất, thật sự khiến đệ vui mừng muốn chết. Chỉ hận không thể tận mắt nhìn thấy cuộc tỷ thí đặc sắc này. Hiền đệ quá khen rồi. Ta và đệ nhất định phải phò trợ thái tử thật tốt, mới không phụ ơn tri ngộ của thái tử. Mạc Khôn nhất định không phụ lòng điện hạ, càng không thể phụ chí hướng mà thời niên thiếu mình lập ra. Tuy đã hạ lệnh điều động nhưng thủ tục vẫn chưa xong. Hiền đệ nghỉ ngơi 2 ngày đã. Đệ không quen nhất là nhàn rỗi, chi bằng Bùi huynh cứ sai đệ làm một việc gì đó. Ta đúng là có một chuyện, nếu đệ đồng ý thì giúp ta điều tra một chút. Nhưng chuyện này cần âm thầm điều tra, nhất định không thể để lộ ra. Bùi huynh chỉ cần sai bảo, đệ nhất định sẽ không phụ ủy thác. Đệ giúp ta điều tra, khố địch diên trung của Sùng Hóa Phường ở Trường An rốt cuộc có liên quan gì với Hoàng Cung. Hồ sơ ở trong cung này có lẽ sẽ có đầu mối gì đó. Nhưng ta cũng không chắc chắn khố địch diên trung là ai. Bùi huynh tại sao muốn điều tra về ông ta? Ta có một người bạn gặp phải chuyện phiền phức, nhưng cô ấy không chịu nói. Ta chỉ có thể thử âm thầm giúp cô ấy, hy vọng cô ấy có thể thoát khỏi khó khăn. Bùi huynh không tiện nói thì đệ sẽ không hỏi nhiều nữa, cố gắng làm tốt là được. Vất vả rồi, Hiền đệ uống trà đi. Lý quản sự, Lý quản sự, Lý quản sự. Vụ án An Thị may y phục. An Thị không phải là mẹ của Tiểu Đậu Tử sao? Tiểu Thuận Tử. Lý quản sự, tháng trước ngươi bị nhốt vào dịch đình, Bất Lục Viện phái người khác đến đưa tài liệu thu xác. Ta quả thực còn thương xót một hồi. Giờ đây xem ra chuyện đã qua rồi nhỉ. Làm phiền Lý quản sự phải nhọc lòng rồi. Lần này tiểu nhân còn suýt chút nữa bị kẻ khác đưa vào sổ án tích, đưa đến chỗ ngài.
Người đến thật rồi, có thể cùng ta nói chuyện vài câu. Lý quản sự, vụ án An Thị May y phục vượt quy tắc, không phải là của 11 năm trước, là án cũ rồi sao? Tại sao người còn lật lại chuyện đã qua lâu rồi? Phủ tả vệ xuất không biết vì sao đột nhiên muốn lật lại lịch sử. Đầu tiên tìm đến đại lý tự lật lại hồ sơ vụ án, rồi đến Dịch Đình tìm kiếm. Đây còn không phải ta tốn nhiều công sức mới tìm được nó sao? Lát nữa dễ bẩm báo. Phủ tả vệ xuất này tại sao phải điều tra vụ án của An Thị năm đó? Cái này ta nào dám nói. Bảo ta tìm thì tìm thôi. Điều tra vụ án này phần nhiều không phải chuyện tốt đẹp gì. Chúng ta trốn còn không kịp, việc gì phải biết rõ chi tiết chứ? Lý quản sự, Mạc phó xuất, hồ sơ vụ án ta muốn tìm đã thấy chưa? Tìm thấy rồi. Người xem có phải là cái này không? Phủ tả vệ xuất vì sao phải điều tra án cũ của An đại gia? Lẽ nào là muốn điều tra tiểu động tử? Sư phụ, người và con có cùng suy nghĩ rồi. Người biết tả vệ xuất mới nhậm chức là ai không? Là Bùi Hành Kiệm mà lúc tiểu động tử xuất cung kết giao. Người này giờ được thái tử trọng dụng. Chức trách của hắn chính là bảo vệ Đông Cung an toàn. Bây giờ tiểu đội tử và thái tử có quan hệ thân thiết, khó tránh khỏi có người muốn tiêu diệt. Bùi Hành Kiệm này đột nhiên bỏ ra công sức điều tra án cũ, 8-9 phần là muốn điều tra chi tiết về tiểu đội tử. Người nói đúng lắm. Một khi Bùi Hành Kiệm điều tra ra tiểu đội tử chính là Lưu Ly, bất luận về công và tư, e là đều sẽ ra tay ác độc với tiểu đội tử. Tiểu đậu tử này, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, mọi việc đừng cố gắng làm tốt quá, đừng qua lại với đám quyền quý, nhưng nó không nghe. Sư phụ, người nói xem, có phải chúng ta nghĩ nhiều rồi không? Tiểu đậu tử từng giúp Bùi Hành Kiệm, Bùi Hành Kiệm này cũng không nên lấy oán báo ơn chứ. Lòng người hiểm ác, không thể không phòng. Bây giờ không phải trong lòng có ý xấu, tại sao phải dính vào rắc rối, sai người đến Đại Lý Tự và Dịch Đình để lật lại vụ án 11 năm trước chứ? Sư phụ, giờ đây mẫu tử Tào Vương và thái tử bất hòa, mà vụ án năm đó của An đại gia lại có liên quan đến Dương Phi. Có thể cũng chưa biết chừng Bùi Hành Kiệm này là muốn giúp thái tử điều tra vụ án cũ của Dương Phi. Mong là như thế. Cho dù thế nào, chuyện này nếu tiếp tục điều tra đều sẽ không có lợi với tiểu đậu tử. Trên người tiểu đậu tử có dấu bí mật lớn như thế, lại làm việc cho kẻ có thù giết mẫu thân trước đây, bây giờ lại thêm một Bùi Hành Kiệm không rõ là bạn hay thù. Sư phụ, người nói xem phải thế nào mới tốt đây? Tiểu thuận tử, người nhớ kỹ, cho dù Bùi Hành Kiệm có mưu đồ gì đi nữa, chúng ta đều phải bảo vệ tốt tiểu đậu tử. Dù là chỉ dựa vào cái mạng già của ta, cũng không thể để tiểu đậu tử gặp nguy hiểm. Tiểu thuận tử, sau này ngươi phải để ý động tĩnh bên phía Dương Phi. Tiểu đậu tử sợ chúng ta lo lắng, nên luôn báo chuyện vui không báo chuyện xấu. Chúng ta phải để ý thêm, thay tiểu đậu tử quan sát. Con hiểu rồi ạ. Bùi huynh, lui xuống đi. Vâng. Đệ vốn còn cảm thấy kỳ quái, Bùi huynh vừa nhậm chức tại sao phải vội vàng điều tra một gia đình bình thường ngoài hoàng cung, điều tra mới biết duyên cớ bên trong.
Chuyện này có liên quan đến mẫu thân Tào Vương Dương Phi. Bùi huynh quả nhiên lợi hại. Có liên quan đến Dương Phi sao? 11 năm trước, bệ hạ có ý phong Dương Phi làm hoàng hậu, nhưng lại bị triều thần phản đối kịch liệt. Cuối cùng bệ hạ chỉ đành bỏ qua. Chuyện này năm đó ầm ĩ vô cùng. Bùi huynh còn ấn tượng gì không? Chuyện này vừa đúng lúc ta đến Trường An tham gia kỳ thi Minh Kinh, cho nên có chút ấn tượng. Bùi huynh muốn điều tra vị khố địch Diên Trung này. Hắn chỉ là một nhân vật nhỏ bé, nhưng nương tử mà ông ta lấy thì không đơn giản, chính là thợ may An Thị năm đó vang danh thiên hạ. Theo án tích của Đại Lý Tự, năm đó An Thị làm cho Dương Phi một bộ y phục mặc vào đại điển phong hậu, nhưng sau đó Dương Phi không được phong hậu. An Thị vì làm bộ y phục đó mà chịu tội, sau này ở trong ngục sợ tội tự sát. Vợ của cố địch Diên Trung không phải Tào Thị sao? Vị Tào nương tử mà Bùi huynh nói là tiểu thiếp của cố địch Diên Trung. Trước khi An Thị bị bắt, cố địch Diên Trung đã viết giấy bỏ vợ, phủi sạch tất cả quan hệ của ông ta và An Thị. Từ đó về sau, cố địch Diên Trung chỉ có một thiếp, không có chính thê. Tào Thị xuất thân giáo phường, sao có thể mang ra so sánh với An Thị được chứ? An Thị đó là thợ may do bệ hạ tấn phong thiên hạ đệ nhất, từng quản lý thượng phục cục, được tiên hoàng hậu yêu thích. Chính vì bà ấy không còn hứng thú với cuộc sống trong cung nữa, nên xin tiên hoàng hậu ân điển từ quan xuất cung. Không lâu sau đó Trưởng Tôn hoàng hậu qua đời, An Thị cũng mai danh ẩn tích, không ai có thể ngờ rằng bái lại lấy một người bình thường. Cho đến khi Đại Lý Tự bắt bái về quy án, từ đó mới lại dây dưa với hoàng cung. An Thị này đã có con cái gì chưa? An Thị có một cô con gái tên là Lưu Ly. Chuyện xảy ra năm đó cô bé còn chưa được 7 tuổi đã bị nhốt cùng mẹ vào trong dịch đình. Đệ cũng đến dịch đình điều tra vụ án năm đó rồi. An Thị ở dịch đình sau khi bóc cổ con gái xong thì treo cổ tự vẫn. Đứa bé này đúng là đáng thương. Tuổi còn nhỏ mà đã chết oan uổng trong cung. Ngọc Nhi từ nhỏ đã lớn lên trong cung, mượn danh y quan che giấu thân phận, chỉ vì cô ấy thân phận mang tội, là một tử tù trốn thoát khỏi dịch đình, không sai lệch chút nào. Chuyện là như vậy. Bùi huynh, ta đang nghĩ, chiếc áo phong hậu, theo lý thì phải do thượng phục cục làm. Tại sao lại đưa cho An Thị làm, rồi đưa cho Dương Phi? Chuyện này không hợp lý chút nào. Chuyện này đệ đã điều tra chưa? Lời Bùi huynh nói cũng là chỗ mà đệ cảm thấy kỳ lạ. Theo ghi chép vụ án của Đại Lý Tự thì An Thị vì muốn nịnh nọt Dương Phi, khi Dương Phi không biết chuyện gì, tự ý làm cho Dương Phi y phục của Hoàng hậu. Không đúng. An Thị năm đó một lòng muốn xuất cung, không tiếc gì mà từ bỏ sự yêu thích của Trưởng Tôn hoàng hậu. Vì sao đã qua bao nhiêu năm rồi lại thay đổi ý định, mạo hiểm mang tội phản nghịch nguy hiểm mà may bộ y phục đó cho Dương Phi chứ? Không hợp lý. Cũng là nghe nói thôi. Vì sau khi An Thị xuất cung mới biết được cuộc sống khổ sở, cho nên lại muốn vào cung làm việc. An Thị là thợ may bệ hạ tấn phong thiên hạ đệ nhất. Nếu như bà ấy thật sự muốn vào cung làm việc, thượng phục cục cầu còn không được, sao phải đưa ra hạ sách này? Hoặc là Dương Phi năm đó nghe nói bệ hạ muốn tấn phong bà ta làm hoàng hậu, cho nên mặc kệ cung quy ra lệnh may y phục tấn phong. Không ngờ chuyện phong hậu lại bị xóa bỏ, người may y phục bị phát hiện, cho nên mới tìm An Thị để gánh tội thay. Bùi huynh suy đoán như vậy thì động cơ mưu nghịch của An Thị hợp lý hơn nhiều rồi. Hoặc là kẻ khác vì tiền đồ của mình chủ động đi lấy lòng Dương Phi, lén lút ép bức An Thị cũng không biết chừng. Chỉ là chuyện đã qua lâu như vậy rồi, An Thị lại treo cổ ở trong dịch đình, sớm đã chết không đối chứng rồi. An Thị ngoại trừ con gái ra thì còn có người thân nào nữa không? An Thị là người Hồ, trong nhà có hai vị huynh trưởng đều là thương nhân, trong đó có một người tên là An Tứ Lang, mở một tiệm vải ở chợ Tây. Có phải là Như Ý giáp thiệt không? Không sai. Sau khi mẹ con nhà An Thị chết, thi thể đã được đưa đi đâu? Dịch đình có ghi chép lại không? Mẫu tử An Thị chết trong ngục, thi thể do Bất Lộc Viện mang đi. Bất Lộc Viện không thể sai được nữa. Ngọc Nhi chính là con gái của An Thị mà năm đó võ tài nhân nhờ ta đưa đi khỏi võ phủ. Sau này đứa trẻ bị Đại Lý Tự bắt,
Ngọc Nhi được Tôn Đức Thành cứu ở Dịch Đình, từ đó bái Tôn Đức Thành làm nghĩa phụ, giả làm y quan phòng dịch, lớn lên ở Bất Lộc Viện. Ngọc Nhi không, là Lưu Ly. Lưu Ly vốn dĩ đã trốn thoát khỏi cung, nhưng nhất quyết quay lại cung vào Thượng Phục Cục, chắc là vì tìm manh mối của kẻ thù, muốn báo thù cho mẹ. Cuối cùng ta cũng biết cuối là ai rồi. Tiểu đội tử, lúc này huynh không phải đang làm việc ở Đông Cung sao? Sao lại ở đây vậy? Vừa rồi ta có đến Thượng Phục Cục tìm cô, bọn họ nói cô đến điện Hàm Trì làm việc rồi, cho nên ta mới đứng đây đợi cô. Huynh vội tìm ta có phải là có chuyện gấp gì không? Cô không cần lo, ta tới đây chỉ là muốn nói trực tiếp với cô. Có thể gặp được cô, ta thực sự rất vui. Hai ngày trước thái tử mời rượu, không phải chúng ta vừa mới gặp sao? Huynh đặc biệt tới chính là vì để nói điều này sao? Ta vừa xác nhận được một vài chuyện, tâm trạng rất tốt. Dù sao nói cũng không bày tỏ hết được. Ở đây cũng không phải một nơi để tiện nói chuyện. Tối mai ta mang đồ đến tìm cô, ta đảm bảo cô thấy rồi nhất định sẽ thích. Đồ gì vậy? Ngày mai là cô biết thôi. Tóm lại, có thể gặp được cô, ta thực sự rất vui. Còn nữa, chúng ta thực sự rất có duyên. Bắt lấy bọn chúng. Lưu Ly, ta đã tìm cô 11 năm rồi. Không ngờ cô đã ở bên cạnh ta. Cuối cùng vật cũng quay về với chủ. Cô chắc chắn sẽ rất vui. Rất vui. Sư phụ, nếu người muốn biết kiểu dáng y phục tiểu đậu tử may cho võ tài nhân, thì người cứ hỏi trực tiếp là được. Người là đại gia của Thượng Phục Cục, tự ý lục tìm phòng riêng của hắn thế này, nếu bị hắn bắt gặp thì không hay đâu. Có thể hỏi trực tiếp được thì ta cần phải lén la lén lút thế này ư? Người không cần căng thẳng. Tiểu đậu tử bị sai đi làm việc rồi. Còn sợ bị hắn bắt gặp, ảnh hưởng đến thanh danh của sư phụ. Võ tài nhân khâm điểm, tiểu đậu tử may y phục riêng cho mình, hai người lén la lén lút chắc chắn là đang âm mưu gì đó. Nhỡ để võ tài nhân nổi bật nhất trong lễ Vu Lan thì hỏng. Mà Dương Phi chẳng biết tại sao cũng nhất quyết phải xinh đẹp áp đảo. Chúng ta mà không biết rõ được tình hình cụ thể bên võ tài nhân,
Nhỡ mà làm lễ phục của Dương Phi thua trước Võ Giải Nhân thì sau này Vi Sư còn đâu mặt mũi nữa. Ngươi còn ngây ra đó làm gì, mau tìm cùng ta đi. Tìm kỹ đi. Vâng. Tìm thấy rồi. Ta cứ sợ xảy ra sai sót gì. Lần này thì khớp rồi. Sư phụ, khớp gì vậy ạ? Người không cần biết. Võ Tài Nhân và Tiểu Đậu Tử tự cho mình thông minh. Không ngờ thông minh quá bị thông minh hại. Bình thường Dương Phi không ra tay. Một chiêu lần này đúng là ác độc, cao tay hơn người. Mẹ ta có một bảo bối hiếm có bị người xấu nhắm tới. Người đó muốn độc chiếm làm của riêng, thế nên muốn hãm hại ta và mẹ. Mẹ bị người ta hại chết, ta được người tốt cứu giúp. Trải qua thập tử nhất sinh mới sống được tiếp. Ẩn mình nơi Bất Lộc Viện. Trong hoàng cung, nữ giả trang nam trở thành y quan cũng chỉ vì muốn giữ mạng. Khớp rồi. Tất cả đều khớp rồi. Năm đó Trác Cẩm Lương giết hại An Đại Gia, truy đuổi Lưu Ly không tha. Lý do chắc là vì kim vàng vào cuốn bí kíp của An Đại Gia. Suýt nữa thì ta đã hại Lưu Ly. Nếu giờ ta giao kim vàng lại cho cô ấy thì chỉ sợ cô ấy càng gặp nguy hiểm hơn. Đến lúc đó, cô ấy không chỉ không giữ được kim vàng và bí kíp mẫu thân để lại, mà e rằng đến mạng mình cũng khó giữ được. Muốn đi đâu thế? Đầu óc để đi đâu vậy? Còn nói ư, chắc đại gia điên rồi, bắt ta làm một đống việc, lệnh ta phải hoàn thành trong vòng 3 canh giờ. Sáng sớm đi vội vàng, ta để hết đồ mình hay dùng ở phòng ngủ rồi, ta còn phải về lấy, không có thời gian nói chuyện với huynh đâu. Cô không thể đi. Tại sao chứ? Bà ấy bắt cô làm việc là muốn lục tìm phòng ngủ của cô, giờ cô về bắt gặp bà ấy, chỉ càng hỏng chuyện. Ta biết ngay mà. Giao cho ta nhiều việc như vậy, hóa ra là vì thế. Bà ta muốn lục thì cứ để bà ta lục đi, ta không sợ. Bên này không tiện nói chuyện. Tối nay giờ tuất, bên Hồ Trường Xuân, ta đợi cô. Hồ Trường Xuân. Được, gặp ở Hồ Trường Xuân. Sư phụ, lần này Dương Phi đúng là tính cách thay đổi hoàn toàn, yêu cầu khắt khe, không cho phép xảy ra sai sót. Đổi Nhi còn nghe nói các triều thần vì để lĩnh hót Tào Vương và Dương Phi không tiếc thu thập lông vũ. Nay giá lông vũ tăng lên tận trời, nếu là loại thượng phẩm lại càng khó kiếm hơn. Dương Phi trong lòng bệ hạ dù địa vị có cao thế nào cũng không phải hoàng hậu. Ta luôn cảm thấy việc này có khi nào liên quan đến Tiểu Đậu Tử không? Dạo này mắt trái ta luôn giật giật không ngừng, chỉ sợ chuyện có liên quan đến Tiểu Đậu Tử. Người nói như vậy lại càng giật nhanh hơn. Tiểu Đậu Tử làm việc mạo hiểm như vậy, sư phụ
Có cần đi khuyên hắn không? Chuyện nếu thật sự liên quan đến tiểu động tử thì giờ tên cũng đã lên cung. Tiểu động tử dù muốn rút lui cũng không thể nữa rồi. Bùi huynh, hiền đệ, chẳng phải huynh nói phải đi đưa đồ cho một người bạn sao? Sao lại ở đây vậy? Ta nghĩ lại thấy đồ này vẫn nên để ta bảo quản thì hơn. Với hắn, với đồ đều an toàn hơn. Đúng rồi, sao đệ lại tuần đêm ở đây vậy? Hôm nay có một thị vệ tuần đêm xin nghỉ, đệ đành phải tự mình thay thế. Dù sao đệ cũng chưa được phân biệt chính thức, đi lại nhiều trong cung cũng coi như làm quen đường đi lối lại. Được, vậy đệ mau đi tuần đi. Show.